Kết quả xổ số tương trợ Gala 2016, nhà hàng XO 16 tháng Giêng 2016, mừng xuân Bính Thân. 3 giải an ủi, mỗi giải trúng 100 Mỹ Kim, các vé có mang số 4510, 3081, 3530. 1 giải nhì, trúng laptop trị giá 400 Mỹ Kim, vé có mang số 4581. 1 giải nhất, trúng một TV LG 52 inch trị giá 1000 Mỹ Kim, vé có mang số 0733. Giải độc đắc, trúng một xe Toyota Camry LE 2016, vé có mang số 1569. Ban giám sát, bà Angel Hồ Quang, ông Thái Hóa Lộc, Lê Công Nhạc. Các giải trúng sẽ được nhận tại Trung tâm Sinh hoạt Hội Vamart từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều các ngày Chủ nhật. Sau 45 ngày, các giải trúng không người nhận sẽ được xung vào quỹ xây dựng Vamart. Xin trân trọng thông báo.